Mọi người phải nghe, hôm nay là có một bác lên nhà mới đỉnh chơi, có nói là ở trong xóm có một cháu năm nay mới 20 tuổi mà lấy 7 vợ. Đấy. Mọi người nó kể cứ hớ hớ bảo là có một cháu ở ngoài trong xóm ngoài kia là 20 tuổi, năm nay là tròn 20 tuổi, lấy 7 vợ. Đấy, cho nên Mỹ Linh đang tò mò để cho mọi người biết là mai kia Mỹ Linh sẽ đi tìm vào cái xóm đấy để hỏi rõ xem mà có 20 tuổi mà lấy 7 vợ thì xem mà lấy vợ kiểu gì mà lấy nhiều vợ thế. Đấy, còn rất là trẻ. Đấy, có 20 tuổi mà lấy 7 vợ liền. Đấy, mai mốt Mỹ Linh sẽ đi vào tìm nhà em đấy để hỏi xem sao mà ít tuổi thế này mà lấy nhiều vợ vậy. Lấy nhiều vợ như thế này thì để về để làm cái gì? À, trái dính người đấy. Bà bảo. Ông chỉ xem, ông chỉ xem. Đấy. Ô. Phải ném tận dưới kia không giờ nó trên này là không đi được đâu. Có đi không? Không biết đi ấy. Ôi giời ơi, đau hết tay rồi. Ô. Cái này là tuột hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bác anh chị. Trở lại với kênh YouTube của Mỹ Linh. Đây là gia đình Mỹ Linh đi cắt cỏ bò mọi người ạ. Buổi chiều ngày hôm nay á, thì gia đình Mỹ Linh đi cắt cỏ bò tít trên kia cơ. Đấy, tít trên kia rất là xa. Tí nữa Mỹ Linh sẽ trèo để leo lên trên kia để đi bắt cỏ về cho bò mọi người ạ. Em đi có trồng một bãi cỏ bò trên này. Đấy, cũng cắt gần hết rồi. Đấy, thì hiện tại là gia đình Mỹ Linh đi cắt cỏ bò trên này. Đấy, vợ Mỹ Linh với mẹ đi trước rồi. Bây giờ Mỹ Linh đi bộ từ dưới này lên trên, phải trèo lên trên kia mọi người ạ. Đấy, đường rất là khó đi nhá. Rồi mình nhìn qua điện thoại thì nó rất là thẳng nhưng mà thực tế là đường rất là dốc mọi người ạ. Đường dốc rất là cao. Đấy, đi lên trên đấy khoảng 30 mét thì mới đến cái chỗ cắt cỏ bò trên cho mọi người nhé. Đây là cỏ voi đấy, đây là cỏ voi để cho bò đây. Mình sẽ đi từ vòng này bên này về, một vì đường rất là lằng ngoằng khó đi lắm. Đấy, đứng ở trên cao thì so xuống ở huyện thì cũng rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, đây huyện tít dưới kia. Đấy, cho mọi người một vòng xung quanh. Đấy, mình sẽ trèo từ đây lên, đi từ đây lên. Đấy, nói chung là nhà nông ở trên này rất là vất vả mọi người ạ. Gia đình Mỹ Linh thì cứ buổi chiều nào thì cũng tầm 3 giờ là phải đi cắt cỏ bò rồi. Đấy, ngày nào cũng như ngày nào đều đều. Đấy, theo phong tục người Mông thì là cũng phải nuôi bò. Đấy, nuôi bò để mình được lấy cái phân chuồng ấy để trồng ngô mọi người nhé. Đấy, không có phân chuồng trồng ngô thì đất trên này không được tốt, cho nên là sẽ không có bắp để làm mà mèm mén ăn ấy. Đấy, đồng bào trên này chủ yếu là ăn mèm mén đó mọi người. Nói chung là mèm mén, ăn mèm mén chiếm tỷ lệ khoảng 80% là ăn mèm mén rồi. Đấy, cái bãi này thì hôm nọ cũng cắt rồi nhưng mà vẫn chưa hết mọi người, hay còn rất là nhiều. Đấy, nhìn rất là xa, rất là rộng luôn, toàn đá là đá thôi. Những cái chỗ này chỉ có tốt trồng cỏ bò thôi mọi người nhá, còn là vì trồng ngô thì nó sẽ không có đất đấy. Đấy, không có đất để trồng ngô ấy, cho nên là chỉ trồng cỏ bò thôi.
cây nào mọc được thì sống, không mọc được thì không biết làm nào ấy mọi người ạ. Bởi vì nó nhiều đá quá, không có đất đấy. Đá là đá thôi. Hiện tại đang cắt đấy. Mẹ à, mẹ mi lỉnh về, cháu với vợ đang cắt chờ. Mi lỉnh đi điệu về thôi, đi thồ về. Ôi rồi, cái gì chọc chân đau thế? Đây hiện tại đang cắt ở đây. Cái máy này là tầm 2 ngày là hết mọi người nhá. Cái cỏ này cỏ này trước Tết rồi, cho nên là cũng héo khô hết rồi mọi người ạ. Nó không được xanh nữa. Đấy, một gốc thì chỉ được mấy lá xanh thôi. Đấy, rất là khổ cho nhà nông phải nuôi trâu bò đấy. Chặt kiểu vậy. Đấy, người thì nhặt, người thì chặt. Nhưng còn Mỹ Linh thì có trách nhiệm là tính xe, lấy xe máy trở về. Đấy, tí nữa phải vác về dưới kia, vác đi xuống dưới kia gần 100m mọi người nhá, xong rồi bắt đầu buộc vào xe máy trở về. Đấy. Còn bên kia là cái máy bên kia là để mình zoom gần một tí. Đấy, chỗ xe bên kia là cây xăng nhá. Đấy, còn cái chỗ máy đang nổ kia là các doanh nghiệp đang xây đá để làm gạch. Đấy, xây nhà. Đấy, quên mình chỉ có vậy thôi mọi người nhá. Đấy, cỏ này thì rất là khô rồi. Đấy, lá xanh ít hơn lá vàng. Cái này mà đốt là gió thổi dưới cái này là cháy hết sạch mọi người. Đây, cỏ rất là khô. Cái này mà đốt thì rất là sợ cháy rừng. Đấy, bởi vì cái mùa này thì cái cỏ trên này là rất là khô rồi. Đấy, mình đốt thì gió thổi cái này lên thì rất là nguy hiểm mọi người. Cho nên là cũng không dám đốt đâu. Nên mình chỉ đi nó sẽ lấy cây khèo vào để một đóng thì mình đốt. Khi nào trời mà mưa phùn thì mới đốt được mọi người ạ. Đấy, khô thế này đốt sợ, rất là sợ lây đến cháy rừng. Đấy, nên là phải tránh tình trạng như vậy. Không là cháy rừng là rất là nguy hiểm. Đấy, nhạt, đang nhạt dần đây. Chung là cái lá xanh rất là ít, nó vàng thì rất là nhiều. Đây, đứng trên cao này thì ngắm cảnh rất là mê ly luôn mọi người nhé. Đấy, được cái là ở trên cao này. Đấy, mê ly luôn, cao chót vót đấy. Nối đá ra mọi người. Bà lại trèo lên trên đấy, nguy hiểm quá nhở. Bà trèo lên đấy lại sắp giống khỉ thật. Đá thì cao, nguy hiểm lắm đấy. Rất là dốc mọi người ạ, nguy hiểm lắm. Sắp đủ cho em nhờ. Bà trở lên cao đấy. Cái cỏ khô nó còn nhiều hơn là cái cỏ xanh này. Cái khô này nhiều quá. Mùa này là nó chết hết rồi mọi người ạ. Ôi trời ơi, như thế này là sao mà ăn được. Cái khô còn nhiều hơn cái xanh này, nhiều dã man luôn. Đấy, phải bóc lấy cái xanh cho mọi người ạ, vớt bẩn lắm. Bóc nguyên lấy nguyên cái xanh đó. Mệt quá à? Mệt nhỉ. Lên đi cắt 2 tiếng đồng hồ mà chưa được nổi 40 cân mọi người. Chỉ được mà bó 40 cân. Đấy, cỏ rất là khô đây. Khô sức đét này. Đấy, ôi dồi ôi, cái này thì
Đồ ăn cái gì? Ôi dồi ôi, cây khô hết thế này. Chân này đi à? Bóc lên luôn mấy cái xanh này. Cô quá bố chả ăn luôn này. Già quá này. Rất là dốc đây. Cháu đang đi tiếp dưới kia lên. Rất là xa mọi người. Cao nhìn mọi người. Dốc kinh khủng lắm. Ngoài đường rất là dốc mọi người nhá. Chúng con mình cầm điện thoại quá như thì nhìn rất đơn giản thôi, nhưng mà thực tế rất là dốc. Dốc kinh lắm. Ở đây mà bỏ lên một hạt đá, một hạt đá mà lăn là nó bay tí tận dưới kia luôn. Rất là nguy hiểm luôn. Ngày xưa thì ở tít trên đằng sau với mình này thì ở trên núi trên kia thì mọi người hay thả dê ấy. Nhưng mà đi cắt cỏ rất là sợ đá lăn. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bà con ở đây ít nuôi dê rồi. Đấy, thì mình mới trồng cỏ mới dám đi cắt cỏ được mọi người nhá. Đấy, cảnh quê cho Mỹ Linh đây nhá. Đấy, rất là xa. Bà đã ngồi cắt chỗ kia nguy hiểm lắm, cao chót vót. Đấy, lại bốn đà rồi, cắt bốn vác à? Ở cái ba vác này. Ờ, cái này chắc phải ném tít dưới kia thì mình mới vắt về được. Đường đi này nguy hiểm lắm. Thì chỗ này chắc là khi nào cắt xong hết mới đốt đó. Ôi nguy hiểm lắm. Đốt xong mới biết đi lại, nhưng mà đốt thì nguy hiểm đi nhá. Không đơn giản đâu. Đấy, sợ lên lăn lên đây là cũng nguy hiểm. Đấy, toàn núi là núi. Cây khô rất là nhiều. Chạy đông thì rất là vất vả mọi người. Đấy, chiều nào như chiều nào đều đều. Cháu đang ném cỏ bò xuống này. Đấy, về dưới kia thì mình có đường đi mới vác về mọi người nhé. Trong là rất là khó đi đâu. Bây giờ tuốt cái khô ra nhỉ. Tuốt cái khô ra không, mình lấy nguyên cái xanh thôi. Lúc này tuốt hết một đống, đó hết tay rồi. Đấy, không hay quên là cầm găng tay đi là cái này rất là ngứa nhá. Cái cỏ này ngứa lắm. Nhiều rất là nhiều lông lá. Rất là ngứa. Ôi ôi, quên mất không lấy nước lên đây uống mà, không nước quá. Chỗ này cắt chắc 2 ngày nữa hết. Cắt 2 buổi nữa chắc hết. Trên trang này đi nó đã đi rồi. À, chỗ này thì tí nó sẽ buộc một vác ở đây. Để vui về mọi người, vác về thôi. Đấy, đường khó đi lắm mọi người nhá, dốc kinh khủng lắm. Đây, cái này phải đốt hết đi thì mới có đường đi, không là trơn lắm, không biết đường đi luôn. Đấy, dốc kinh khủng. Khát nước lắm à? Cục cọp vậy. Thế ném tận dưới kia không nhờ. Nó trên này là không đi được đâu. Khó đi lắm. Biết đi ấy. Ủa. Này nó cửa hết rồi.
Nào vài lắm. Một bó này nó rơi vào đầu tầm khoảng 4 cân, 4 ký đấy. Nặng lắm. Đây, khi đốt rất là nặng. Sắp hết rồi. Một đi ngay. Em rất là đều. Nó là hơi mặn đấy. Ui, này có rồi. Ném quá chuẩn đấy. Ôi, không gần sắp xong rồi mọi người, mệt lắm rồi. Nuôi trâu bò này vất vả lắm mọi người. Ngày nó phải đi cắt cỏ cho nó ăn đấy. Đấy, không có bò thì không có phân trồng ngô nữa. Không có bò cày nữa, kéo cày nữa, vất vả lắm. Cái chỗ này sẽ cắt 2 ngày nữa hết nhỉ? 2 buổi nữa hết đúng không? 2 buổi nữa hết nhỉ? Đấy, nghe đốt hết lên. Mới có đường đi không là đi trơn lắm, rất là nguy hiểm lắm. Chỗ vẫn chưa đủ 2 bát à? À, ít quá. Ngày khô quá, khô nhiều quá. Cắt đến nỗi mà những cái cây này hỏng hết cả lưỡi dao nhỉ, cùn hết cả dao luôn, phải đem đá mài đi theo mọi người, không tí nó không cắt được cỏ. Đấy, lúc nào nó đi lên rừng là phải sắm cái đá mài cầm trên người, bởi vì cái gốc cây cỏ vo này là rất là cứng đây này. Đấy, cắt một lúc là nó dao cùn hết rồi, cứng lắm mọi người, cái gốc khô này rất là dai và cứng đó. Đấy, cho nên là đi cắt quả bò là có phải sắm cái đám mài đi theo. Nếu dao cồn quá thì có phải mài không là không cắt được mọi người nhé. Đấy, bởi vì những cái lá này này, đấy, nó khô nên là rất là dai. Đấy, hỏng hết lưỡi dao luôn. Đấy, cắt hết một mảnh này thì coi như là đi luôn một con dao. Vâng, 3-4 đôi găng tay. Đấy, găng tay thì đi mấy đôi găng tay thì dao này trên chợ bán mấy chục nghìn em nhỉ? 3-40 nghìn đấy. 40 nghìn một cái. Một cái mà chỉ sử dụng đúng một lần. Cái cắt của bò một lần là vứt luôn. Cái bái này là vứt luôn ấy. Ừ. Đấy. Cái này để trên này mai. À, cái này mình cất đây. À, đây giấu ở đây để mai tiếp tục à. Đã mày giấu ở đây nhá. Ấy, vứt giấu vào trong để mai tiếp tục mày. Không là cùn quá là lại không cắt được cỏ. Đấy, cái gốc rất là dai luôn. Gốc dai kinh khủng. Cắt một lúc là dao cùn hết. Hiện tại là đã cắt cỏ xong và đốt những cái lá khô đi mọi người nhá. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà đốt từ dưới lên thì khả năng là sẽ không dập được lửa. Cháy người đó không đơn giản tí nào cả, cho nên phải đốt từ trên xuống thì nó mới cháy chậm, đốt từ dưới lên là cháy rất là nhanh nhá, lây lan rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là cứ phải đốt đi xuống, đốt ngược lại thì nó mới cháy nhỏ đi nhá. Đấy, đang là cháy xuống dốc đây. Đấy, mặc chỗ khó đấy. Đấy, nguy hiểm lắm đấy. Ôi giời, đá lăn. Ôi giời ơi, nóng quá rồi. Nó tua thả nó chạy tua. Chạy đấy, sự nguy hiểm lắm. Đấy, để tránh xa ra. Cháy dần cháy mòn.
Nguy hiểm lắm. Đốt dưới lên là cháy ác đi nhá. Vỡ mồm ấy. Dưới này lên mới cháy ác này. Gió lại thổi ngược xuống sao ấy nhở? Nó đảo chiều các loại đây. Ôi dồi ôi. Hơn cả cháy rừng mọi người. Như cháy rừng này. Ôi, phải đến chân rồi, chạy thôi. Chạy quá rồi. Ôi dồi ôi. Cháy nhá, cháy. Dính người đấy. Bà bảo. Ôi chú của. Ôi chú xe, đấy, ôi chú xe. Ôi chú xe. Ôi tí chủ quan này đấy, đấy. Chủ quan là mẹ cháy rừng đấy nha. Cái kia mùi. Cho nó chảy đây đây. Để cho nó vô tí nhảy đấy. Rút kinh nghiệm này, cháy rừng là đi tù đi chơi đấy. Nguy hiểm lắm, tưởng đơn giản. Tốt nhất là sau lấy cái cây, cái chặt, cái tre nhiều lá lên nó bị cháy, cái nào mình được dập. Không là mẹ cháy rừng là mẹ bắt đi tù đi chơi. Nguy hiểm lắm. Trên núi trên kia luôn. Chả cháy núi à? Bao nhiêu trận người ta, dân người ta đốt nương nó lây lan lên rừng để cháy rừng đây. Những cái vụ cháy rừng toàn là như thế đấy. Cho nên là mình phải rất cẩn thận, không được chủ quan. Cháy rừng là chết đấy. Đây toàn đá. Cháy mà phát hết là nhìn toàn đá hở hết luôn. Nhiều đá đê xì luôn. Ông muốn cho đấy tua với trẻ thở. Ra đây không là nguy hiểm nhá. Bé chỉ cái này đây. Này cho nên chuột lót này ra này, cho này tao một con cháu này dài đâu mà bỏ đá hả xíu hả? Nguy hiểm lắm. Nhìn thế thôi, mù sợ sợ rất nhiều mà hắn là chay. Nó chỉ tao bỏ luôn. Cả bò nó còn cháy ác hơn, nó khô, lá khô nhiều quá. Nguy hiểm lắm. Ừ, hay thằng đi xe máy kia như kiểu đua nhau ấy nhỉ. Chạy chết à. Quả quả này mà chạy kiểu này mà tai nạn phát là chết luôn. Chạy như đua nhau à. Rồi, chạy nó chỗ này xong rồi buộc cỏ bò về mọi người. Cỏ cháy các kiểu. Cứ buổi chiều nào là cứ mình cắt cỏ xong là phải đốt, đốt luôn mọi người ạ. Đốt những cái lá khô đi thì mình mới có đường đi đấy. Đấy. Không là để mình dẫm lên là rất là trơn. Trơn trượt là những chỗ này dốc nguy hiểm. Đá lôm côm đấy. Đấy. Sợ nhất tai nạn vớ vẩn ở đây. Đấy. Cháy phát hết lên là toàn nhìn thấy đá hở hết sạch. Như thế này sao trồng ngô được mọi người. Cái này là không trồng được ngô đâu, chỉ trồng cỏ, trồng cây thôi. Đấy. Rất là nguy hiểm. Đá dốc nữa. Đá lôm côm nữa. Đấy. Chỗ này cho nó chở cháy nốt được nhỉ. Chở cháy hết đó. Cháy rất là nhanh. Chưa được 5 phút, cháy hết sạch luôn. Cháy kinh khủng mọi người. Cháy rất kinh khủng luôn. Chưa được 5 phút, cháy hết sạch. Cái bãi này rất là to. Nửa hecta nhá. Cỏ nó khô quá mọi người, nó khô trong gió to ấy. Ở trên cao, núi cao ấy. Gió to cho nên là nó lửa nó tóe rất là mạnh. Một phát cháy hết sạch. Đấy. Đi lên phía trong ở trên này. Cho nó cháy hết á. Sợ nó lây lan ra thành cháy rừng. Mày lại không có tiền nộp phạt chết. Còn chỗ nhà nhỏ thì dập hết đó.
không những cái này rất là nguy hiểm, nó cứ lay 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 đi là đấy, nó cứ lay lan đi là nguy hiểm lắm, dập nó hết rồi mọi người, dập tan hết không mới về được, chờ không là cháy rừng. Khéo cái này cho nó không cho cháy nữa đấy, không là cháy rừng là nguy hiểm nhất. Có chết à? À, về đi, tối rồi. Giờ là 5:30 đấy. 7:30 rồi. Đấy. Mình đang chuẩn bị xuống dưới kia để buộc cổ trở về mọi người nhá. Dốc kinh khủng luôn. Đấy, mẹ mình lỉnh già rồi. Bà hơn 60 tuổi mọi người. Đấy. Rất là khó đi luôn. Khổ lắm mọi người. Cháy hết chỗ khô luôn. Lá khô cháy hết sạch. Đây. Hai hai anh bỏ dần cái sao? Nếu muốn được có lòng tàu lì ta. Mọi người phải nghe, hôm nay là có một bác lên nhà mới lỉnh chơi, có nói là ở trong xóm có một cháu năm nay mới 20 tuổi mà lấy 7 vợ. Đấy. Mọi người nó kể cờ hớ hớ bảo là có một cháu ở ngoài trong xóm ngoài kia là 20 tuổi, năm nay là tròn 20 tuổi, lấy 7 vợ. Đấy, cho nên Mỹ Linh đang tò mò để cho mọi người biết là mai kia Mỹ Linh sẽ đi tìm vào cái xóm đấy để hỏi rõ xem mà có 20 tuổi mà lấy 7 vợ thì xem mà lấy vợ kiểu gì mà lấy nhiều vợ thế. Đấy, còn rất là trẻ. Đấy, có 20 tuổi mà lấy 7 vợ liền. Đấy, mai mốt Mỹ Linh sẽ đi vào tìm nhà em đấy để hỏi xem sao mà ít tuổi thế này mà lấy nhiều vợ vậy, lấy nhiều vợ như thế này thì về để làm cái gì, và buổi tối thì thay nhau ngủ như thế nào, hay là ngủ chung một giường. Đấy mọi người nhá. Đấy, mai kia Mỹ Linh sẽ đi thăm dò cho mọi người biết, cho mọi người xem nhá. Cháu cái tí tuổi lấy 7 vợ nhá. Đấy, mọi người muốn biết nhiều hơn thì xem kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ Mini. Đấy, thêm một lượt comment mọi người nhá. Thì bây giờ thì Mini cũng chuẩn bị buộc cổ để vác về nhà. Đấy, Mini cứ xin kết thúc tạm dừng video tại đây. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến kênh Mini và đã đăng ký ủng hộ. Đấy, để Mỹ Linh có động lực làm nhiều video hay cho mọi người biết nhé. Mỹ Linh xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo.